HCTV6 phim 360 hân hạnh phát sóng các trận Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi bản tin thể thao tối trên kênh Quốc phòng Việt Nam. Thưa quý khán giả và các đồng chí, chỉ còn hơn 10 ngày nữa đội tuyển U23 Việt Nam sẽ bước vào thi đấu tại vòng loại giải U23 châu Á năm 2022. Đây là giai đoạn nước rút trong quá trình chuẩn bị nên ban huấn luyện đã đẩy cao khối lượng tập luyện nhằm giúp các tuyển thủ nâng cao thể lực cũng như là kỹ chiến thuật. Vào hôm qua, đội tuyển U23 Việt Nam đã tiếp tục bước vào tập luyện để chuẩn bị cho vòng loại giải U23 châu Á 2022. Chất lượng sân bãi được đánh giá rất tốt khi đội tuyển được tập tại khu liên hợp thể thao Nasports Complex, một trong những địa điểm tập luyện có tiếng của các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Đây là thời điểm chuẩn bị quan trọng của đội tuyển U23 Việt Nam nên ban huấn luyện đã đẩy cao cường độ tập luyện. Khối lượng vận động cũng như tốc độ chơi bóng đều được đẩy lên rất cao, đòi hỏi các cầu thủ phải nỗ lực hết mình để có thể hoàn thành. Trận giao hữu mới đây với U23 Tajikistan đã bộc lộ những hạn chế trong lối chơi của các cầu thủ, cần phải sớm hoàn thiện trong những buổi tập trước mắt. Trận giao hữu thứ hai với U23 Kyrgyzstan sẽ là bài test cuối cùng để chốt danh sách thi đấu tại vòng loại. Vào hôm nay, đội tuyển đón huấn luyện viên Park Hang-seo, bác sĩ Choi Yu-yang và ba cầu thủ Bùi Hoàng Việt Anh, Lý Công Hoàng Anh và thủ môn Văn Toàn. Kênh truyền hình SCTV6 phim 360 hoàn toàn mới.